Hello mọi người, hôm nay Trang Hòa Thành mặc áo vàng rồi mọi người ơi. Vàng đang lên, Trang Hòa Thành mặc áo vàng đi đâu đây? Đây, đi ra ruộng mọi người ơi. Nè bố nè. Đi ra ruộng, đi ra ruộng. Hôm nay mặc áo vàng đi ra ngoài đường chói lóa luôn mọi người ơi. Bố đi theo bôn, bôn. Đi ra đây bôn, bôn đi theo bôn. Có nói gì bôn? Đi vô, đi vô. Này đi tham quan, ta nói gọi là đi đá banh mà quần xanh áo đỏ, đi cắt cỏ mà quần đỏ áo vàng nè mọi người. Đây 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 đây. Chưa lên nè. Hello mọi người, chào mừng các bạn đã đến cái kênh của Trai Ngoại Thành nha. Hôm nay Trai Ngoại Thành sẽ giới thiệu các bạn một cái cây. Cây ổi lùn nha mọi người, cây ổi lùn. Cây ổi lùn nè, lùn tịch nè. Mà cây ổi này coi giống gì của Nhật? Ổi nước ngoài hả? Ở đây ở nước ngoài nha, không biết nước nào. Ở nước ngoài bây giờ Trang Ngoại Thành sẽ cận cảnh cái trái ổi tí hon cho mọi người coi nha. Chỉ biết ổi này là ổi nước ngoài, còn nước nào là... Đây 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 đây, mọi người thấy chưa? Ổi nó ra một chùm luôn nè đó. Ổi là ổi giống ổi nước ngoài. Đó. Ổi chùm luôn nè. Đã ăn được rồi nha mọi người, đó. Nó nhỏ như vậy đó đó, cái ổi đó nè. Gốc nó nè. Gốc tí tẹo luôn. Giống ổi này là giống ổi nước ngoài, không biết là nước nào đó. Mọi người biết nước nào thì báo cho Trang Hòa Thành biết nha, để Trang Hòa Thành cập nhật kiến thức về trái cây là có những trái gì. Đây bây giờ mình hái thử một trái thôi mọi người, biết trái này ăn được chưa, hái nha, hái hái. Đây rồi, đây. Rồi bây giờ Trai Ngoại Thành sẽ thưởng thức cái trái ổi cho mọi người coi là cái trái này như thế nào nha. Review. Rồi đây mọi người, sau khi hái trái ổi rồi đây, sẽ thưởng thức trái ổi nha. Nó hơi chua. Mình ăn sẽ giống như trái ổi xẻ đó mọi người. Trái xẻ của Việt Nam mình. Mà không biết nè, phải nè, bên đây. Mà cái giống ổi này nó cái lá nó nhỏ quá, không phải là ổi xẻ. Giống thôi, rất phải sẻ. Ăn chua chua ngọt ngọt. Rất là chua không? Mình hái thêm một trái mọi người. Hái một trái. Hai trái này đi. Đây. Rất chua. Mọi người ơi, mọi người. Trang Hòa Thành đang ăn ổi phát hiện có một trái nữa. Cho mọi người coi trái cái gì nha. Nè mọi người ơi. Mọi người biết trái gì không? Trái lựu nè mọi người ơi. Ồ con Nhật, cái lựu này được chưa con Nhật? Lựu này bự là đã ăn được chưa? Trái bự quá chừng luôn rồi nè. Cái này trái lựu nha mọi người. Nó là cây lựu nha. Cho mọi người cây lựu nha. Đó, quá chừng trái luôn. Mà bây giờ chủ nhân của cây lựu này không có ở đây. Chủ nhân cây lựu không có ở đây nên không dám hái. Đó. Đợi chủ nhân lên. Đợi chủ nhân cây lựu này lên mới xin được. Ăn cắp hả? Ăn cắp review hả? Vậy hả? Giờ đang cắp trái lụ ơi. Bị chửi sao?
ăn đi ăn đi, quay phim quay phim. Chấm như gỏi xẻ á. Mà trái này có ăn bao giờ chưa mà có muối? Có ăn đợt nào chưa? Ăn mấy đợt mà trái bự lắm. Trời, quay kia đủ trăm trái giờ không quay cái người mặt kia nó khổ ghê. Cái lụn là miên da bầu mày hái cái lụn mày ăn cắp đi miên tao quay miên. Tẹo nam cọc ông á. Bà chủ nè mọi người. Hay là bà chủ. Bà chủ. Bà chủ đứng tới lại hoàng hoàng coi bà chủ ăn coi. Đây là chủ vườn nha mọi người. Chủ vườn. Chủ vườn để cái nón lên là mới thấy cái hai con mắt của chủ vườn. Chủ vườn mà che hai mắt là. Ôi sao lên cái clip, sao lên cái app này sao chủ vườn đẹp gái dữ miên. Mới bắt cấp. Cái app này chủ vườn đẹp rồi. Thôi được rồi. Cú ngoài nhà con cũng bị cái cục vậy. Con nhỏ này nó đang ngồi làm gì, tính ăn cắp trái lụ hả? Ông ăn cắp lụ đi miên. Mày coi thử, mày thử, miên nó nghe là miên. Mày thử mày hái, mày ăn thử có ốc đèn có chửi không miên. Thử hả? Thử đi, rồi mày biết rồi. Không, đã lỡ hái hai cái bự á. Đã lỡ bị chữ rồi mày hái trái bự nhất á. Không, tao hái trái nó chữ thôi à. Không, mày đã lỡ bị chữ rồi là mày bị chữ. Đấy, bị... Trước sau thì mày nếu bị chữ là mày bị chữ cho đáng, đúng không? Trái giữa. Hái trái bự. Trái giữa chứ chùm ba trái hả? Đó, trái chứ giữa. Trái đó chứ chính hả? Ý là ví dụ. Bây giờ ông quay lên đăng. Ủa, thì đó, tôi... thì quay tao đăng là cái tao gửi cho Út Tèo. Ờ, nó là nó biết, Út Tèo biết là mất trái nào ta. Không biết trái nào nó không chín. Là hái trái bự này nè, trái này chính là chín chưa? Trái bự này là chín chưa? Thôi ông hái đi, tôi quay cho. Thôi mày là mày ông, mày. Không có chữ ông, nó chữ tôi á. Chữ chữ. Chữ hết á. Thôi vậy thôi. Hái đi. Đi đâu tao nó chữ tôi quay nó không chữ. Không ngồi xuống đi mình hái hái đi cái. Hái đi đừng dụ hôm lộn. Hái đi xong rồi tao gửi clip cho Út Tèo. Mọi người ơi, đây đang cắp lụ mọi người ơi, cắp lụ, trời ơi trái lụ đã ghê mọi người ơi, hai trái lụ bự chà bá lửa. Bây giờ này, mọi người biết không, cái cây lụ này là cây lụ của Út Tèo của nhà trai ngoại thành nha. Bây giờ trai ngoại thành thử hái coi Út Tèo có chửi không nha mọi người. Khi mà đăng lên, khi mà đăng lên là bị chửi là biết nha. Lúc đó trai ngoại thành sẽ review lại là thông báo cho mọi người là có bị chửi hay không nha. Không mà mọi người biết không, thường thường người ta nói là ăn cắp là trái ăn rất là ngon, biết không, nên mình phải lựa trái bự, phải lựa trái bự nha, phải lựa trái bự. Nếu mà có lỡ bị chửi thì mình bị chửi rồi. ăn trái bự. Trái nào bự nhất? Cái này hả? Trái này bự nhất hả? Mà quan trọng là chín chưa nè. Hái nha mọi người. Lỡ bị chửi rồi, nếu lỡ có bị chửi thì mình cũng bị chửi cho đáng nha mọi người. Đó. Đã ghê không? Giống mà trái được biết chín chưa? lột ra. Không biết chín chưa nha mọi người. Đây. Đó, không biết cái này không có con dao ta. À có con dao không con Nhật? Ăn cắp mà đồ đủ thứ, mệt ghê luôn á. Ủa chưa. Ôi quá lột, ăn cắp thì để chỗ khác chứ. Đây. Ăn tại chỗ chuột vô gốc. Ăn cắp phải phi tàn chứng cớ. Tàn chứng cớ. À, cũng ngon nha. Chưa chín lắm. Là con ăn cũng ngọt lắm. Mà con Nhật lại ngồi đây ăn ké đi, con Nhật có gì bị chửi chưa chung. Thôi bữa hôm tao ăn rồi. Phải có con dao. Cắn ra lấy chứ không cắn. Ngon cũng ngon. Mà nãy cái này còn bự nữa. Đây nè mọi người, lụ nè. Đó. Đó chưa? Nó không có đỏ lắm ta là còn chín nữa ha. Này còn bự nữa. Này còn bự nữa. Cái lụ á. Này còn bự nữa. Lụ cũng còn chua nha Út Tèo.
đừng chửi nhau. Ủa gì mà dở quá, ăn không ra vậy trơn là vô không à. Lộn này lộn sạch nha mọi người. Giờ Trang Hoàng Thành hát cải lương cho mọi người nha. Lũ này không phải là lũ của ngày xưa nữa. Này. Đời cô lũ là gì? Đời, đó là đời cô lũ. Ăn lũ ăn đời cô lũ. Bây giờ mày ăn đi. Chờ nha mẹ. Bây giờ mày ăn đi, tao quay nè. Cầm luôn ấy, cầm luôn ấy. Không quay. Hello mọi người. Trang Ngoại Thành hôm nay Trang Ngoại Thành đi ra ngoại thành nha mọi người. Và quay cho mọi người coi một cái bơ nha. Thường thường mọi người nói là bơ trồng ở Đà Lạt, ở Lâm Đồng hay là ở Đắk Lắk, mấy cái tỉnh cao nguyên. Còn đây là ở Sài Gòn nha mọi người. Sài Gòn cũng có bơ. Đây Trang Ngoại Thành sẽ cận cảnh trái bơ cho mọi người. Bơ này mọi người ơi. Đó. Cây bơ trồng ở Sài Gòn nha. Đó. Mọi người thấy cây bơ chưa? Quá chừng trái luôn. Đó. Xa xa có con chó đang sủa. Đó. Cây bơ nữa không? Bây giờ bơ đó, ở dưới miền Tây trồng cũng rất là nhiều nha mọi người. Chứ không phải là bơ ở trên Tây Nguyên mới trồng được nha. Đó. Đây là bơ. Bơ Tây Nguyên. Mà trồng ở Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Đó. Bơ. Chứ không phải là bây giờ là bơ trồng ở Tây Nguyên không nha mọi người. Bây giờ ở khu vực mà Tây Ninh á, khu vực mà Trảng Bàn, huyện Trảng Bàn, tỉnh Tây Ninh á, thị xã Trảng Bàn á, thì họ trồng bơ rất là nhiều nha. Và dưới miền Tây của mình cũng có trồng bơ nhiều. Sài Gòn, khu vực Củ Chi nè, Củ Chi, Hóc Môn á, mọi người cũng có trồng bơ được. Đó, mọi người coi nha, cây bơ. Ngoại Thành, Trang Ngoại Thành đang đứng dưới gốc bơ nè mọi người. Đây, đứng dưới gốc bơ. Đi qua ngang qua cây ổi. Có trái ổi không? Có ổi chua không mọi người? Cái ổi này chua nè. Ổi chua nè mọi người. Ổi chua này nè, nhà hái trái ổi này nè mọi người ơi. Hái trái ổi. Ổi sạch ăn luôn mọi người á. Quá ngon. Quá ngon luôn. Đây, ăn ổi nè mọi người, trái ổi. Quá ngon. Chua. Trắng tinh. Ổi khác cả mọi người ạ. Ủa ai rủ nhanh dữ ạ? À? Em rủ. Hồi nãy em con Nhật nãy con hái bài, con hát bài cái gì? Cây đu đủ anh trồng từ khi em chưa lấy chồng á. Nay đi đủ ra bông thì em mới lấy chồng xa. Em nói là khi đu đủ chín rồi biết em có ly dị chưa.